Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel Toanter. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem một rất là nhiều món đồ chơi trong một cái thùng này ha. Thùng này mình mua tặng ở bên eBay của Mỹ. Và hôm nay mình mới được nhận ha. Tầm khoảng trên 3 tháng rồi. Mình rất là mong chờ nó về tới đây. Và hôm nay nó đã về. Và mình sẽ... cái thùng hàng này các bạn sẽ hỏi là mua bao nhiêu. Thì thực sự mà nói thì thùng này đồ chơi rất là đồ chơi này của trẻ em thôi, không vừa trẻ em mà vừa cũng có kiểu như những sưu tầm á, dạng như những finger ha, những mô hình hoặc là những Dragon Ball và Pokemon card. Và hôm nay mình sẽ mở ra cho các bạn xem ha. Các bạn hãy chờ mình chút xíu. Vâng, đây mình sẽ mở cho các bạn xem ha. Rất là nhiều luôn các bạn ạ. Rất là nhiều món ha. Wow. Rất là nhiều thứ luôn. Mà bị người ta gỡ ra rồi các bạn, rất là buồn luôn. Chỉ có gửi nhầm không mà sao có bánh kẹo trong đây nữa các bạn, còn phô mai nữa. Video tới đây kết thúc nha các bạn. Vậy như quá trời đồ rồi. Hôm nào hôm khác mình sẽ unbox từng cái cho các bạn xem ha. Rất là nhiều đồ luôn.